Chào các bạn, mình nhớ rằng hồi xưa mình có chia sẻ về cái bài Bồ Công Anh thì các bạn than phiền rất là nhiều, than phiền rằng nhiều khi mọc đầy sân cỏ của mình luôn, mình cũng không có muốn nữa, rồi cỏ dại mọc quá trời luôn, mình không biết làm cách nào để mình diệt được cỏ dại các bạn. Thì nhiều khi các bạn biết không, cái cỏ chính của mình nó mọc mà nó mới cao có nhiêu đây à, mà cái cỏ dại nó đã mọc cao hơn cái cỏ thường của mình rồi. Đâm ra mình cái sân cỏ mình có thấy mọc lởm chởm rất là xấu, và mình có phải là đi đi cắt cỏ hoài. Mình cắt cỏ hoài thì mình nhiều khi mình không có thời gian các bạn. Và Nhật Thanh nhớ rằng có kỳ mình đi ngang qua nhà hàng xóm, mình thấy sân nhà hàng xóm mình thấy rất là ngộ các bạn. Tại sao sân ông hàng xóm cứ bị giống như là cứ đốm 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 vàng như vậy, mà mình không biết nguyên nhân tại vì sao. Thì sau này mình mới thấy ông hàng xóm chẳng hạn như là dùng cái thuốc diệt cỏ, mà khi mà cái sân của mình bị giống như là cái sân xi măng của mình đó các bạn, giống như là bị cỏ mọc trên những cái kẽ, rồi ngay cái kẽ gạch đó thì mình dùng cái thuốc đó mình xịt, tại vì mình cắt không được mà. Thì Nhật Thanh mới thấy ông chủ nhà mới lấy cái thuốc đó xịt trên cái sân cỏ, mà khi các bạn mình xịt đó, mình diệt cái cỏ dại của mình thì mình sẽ diệt luôn cái cỏ chính của mình luôn, bởi vậy nó nhìn rất là xấu. Bởi vậy các bạn đừng bao giờ sử dụng cái phương pháp đó. Và hôm nay Nhật Thanh sẽ chia sẻ với các bạn một cái loại thuốc mà mình có thể mình rải trên cỏ mà mình không có lo lắng gì hết trơn các bạn. Không có lo lắng gì hết. Mình nếu mà các bạn xài cái phân đó, mình cứ nghĩ rằng nói khi mà nó diệt cỏ dại như vậy thì nó sẽ diệt luôn cỏ chính của mình luôn. Thật ra thì Nhật Thanh đã xài qua rất là nhiều năm, và mình bảo đảm rằng khi mà mình xài cái thuốc đó rồi thì cái cỏ dại trên cái sân của mình nó sẽ từ từ nó biến mất. Không phải là hết liền nha các bạn. Thuốc nó phải thấm từ từ, và cỏ dại của mình nó sẽ biến mất, và cỏ thiệt của mình nó sẽ được xanh tốt. Và càng ngày khi mà cỏ dại chết thì cái cỏ thiệt nó sẽ lấn lấn từ từ, thì cái cỏ của mình sẽ trở lại bình thường và đẹp như hồi xưa và rất là xanh tốt luôn. Và mình phải nói rằng nhiều khi mình đi ngang mình thấy hàng xóm hay là mình thấy người quen của mình giống như là ngồi các bạn rất là tội nghiệp ngồi nhổ những cái cỏ dại này nè, thì mình thấy rất là tội nghiệp. Thật ra người ta không phải là tiết tiền mua phân để rải trên cỏ đâu các bạn, mà tại vì không có biết, không biết với lại tại vì Nhật Thanh thực sự mình phải nói rằng mình không có quen những người bạn làm nông dân từng chỉ mình giống như là diệt cỏ dại như thế nào, thì có lẽ bây giờ Nhật Thanh nó cũng ngồi nhổ nhổ mấy cái cỏ dại, và mình không có thời gian làm vườn đó các bạn, tại vì cái sân của mình quá rộng quá rộng. Bởi vậy em mình cũng may là mình quen được mấy người bạn và mấy người bạn chỉ cho mình như vậy. Và khi mình sử dụng cái phân này thì trên cỏ của mình á, phải nói rằng tới mùa đông nha các bạn, thì mình thấy cỏ của mình á mọc xanh tốt lâu hơn những cái cỏ khác, giống như là cỏ hàng xóm đi đã chết rồi nhưng mà cỏ của mình vẫn mọc xanh tốt. Và tới khi mùa đông á, giống như là cỏ phải chết rồi các bạn, tới mùa đông cho dù cỏ của mình chết nhưng mà cái tình trạng cỏ dại mọc lên á, mình sẽ thấy bớt rất là nhiều, mình thấy bớt rất là nhiều, còn hơn là các bạn thấy cái nhiều khi á, mình thấy á, khi mà mình không có xài cái phân á, các bạn cỏ dại nó mọc chùm 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 như vậy nè, rồi tới mùa đông mà mình cũng phải đi cắt cỏ nữa, tại vì cái cỏ dại nó mọc quá nhiều và nó quá xấu đi nên mình phải đi cắt cỏ. Và khi các bạn xài cái phân đó, mình xài cái phân đó nha các bạn, thì mình nên tránh chẳng hạn như những cái khi mình đẩy thì mình nên tránh những cái chỗ giống như là mình trồng bông này, trồng cây, thì mình đừng có để cho nó dăng vào trong đây thì nó không có được tốt, nó không có được tốt các bạn. Và mình phải nói rằng sau khi mình xài cái thuốc đó trên cỏ của mình á, một thời gian mình thấy cái cỏ mình xanh mướt rất là đẹp, và mình phải nói rằng mình rất là thích luôn á các bạn, thích nhiều lắm. Nên hôm nay á, mình cảm thấy rất là vui khi mình chia sẻ cái thuốc này cho các bạn, cái thuốc diệt cỏ dại này, và hy vọng rằng á,
Các xương cỏ các bạn sẽ trở lại bình thường. Thôi các bạn đi theo Thanh nha. Mình đi đi đi. Và các bạn có thể thấy đây là cái bịch phân cỏ mà mình sử dụng. Bịch này á, thì mình mua ở lô họ bán 45 đồng. Còn mấy chỗ khác thì mình không biết họ bán bao nhiêu. Các bạn thấy nè, họ nói rằng á, mình có thể bón cho tới 10.000 lượng nha các bạn, 10.000 square feet lượng. Rất là nhiều luôn. Để mình quay rõ cho các bạn thấy cái tên. Khi á, mình sử dụng cái phân này á, các bạn nên nhớ rằng mình sử dụng vào đầu mùa xuân mà cỏ của mình á, phải mọc xanh tươi hết thì mình mới sử dụng được. Chứ chẳng hạn như cái cỏ của mình nè. Các bạn thấy cái cỏ của mình nó vàng khè như vậy á, mà mình bón lên á, chắc chắn rằng cái cỏ của mình nó sẽ chết luôn đó. Nó không có tốt tại vì nó nóng quá. Bởi vậy khi mà mình sử dụng cái phân này là khi nào cỏ của mình á, nó mọc xanh tươi rồi nha. Mà thường thường á, khi mà mình bón cái phân này á, các bạn là mình lựa chẳng hạn như á, mình biết mình coi dự báo thời tiết giống như là ngày mốt mưa đi thì mình canh trước ngày đó mình rải cái phân này xuống thì sau đó thì mình thấy á, giống như là mưa liên tục mấy ngày á, thì để cho mình khỏi mất công mình tưới nước thôi các bạn. Thì nhờ cái nước mưa nó sẽ làm tan những cái phân đó và nó thấm xuống dưới cỏ. Còn nếu trường hợp á, các bạn á, chẳng hạn như mình ở Cali đi thì rất là ít mưa, thì mình làm như thế nào? Thì mình vẫn rải phân rồi mình giống như là mình tưới nước thôi các bạn, tưới cho 2 3 ngày liên tục cho những cái phân nó tan rồi nó hòa lẫn trong cỏ thì nó rất là tốt, nó diệt cỏ dại mà trong khi cỏ chính của mình không hề hứng gì. Khi mà mình sử dụng cái phân này á, thì các bạn phải nên có một cái xe này luôn. Cái xe này á, là để mình á, bỏ cái phân vô trong đây rồi mình đẩy trên cỏ. Rồi các bạn thấy ở dưới đây nè, ở dưới đây á, nó có cái đồ rớt phân xuống đây và nó dăng lên trên cỏ. Sau lưng của cái này á, thì nó có cái đồ chỉnh. Giống như là mình muốn nó dăng nhiều hay dăng ít á, thì mình chỉnh số nhỏ hay lớn. Mà khi á, các bạn đẩy cái xe này á, thì nó cái chỗ tay này nè, tay cầm nè. Mình đi á, cái mình bóp cái này vô, mình đẩy á, thì phân nó sẽ dăng ra. Hôm nay thì mình chưa có làm thử được cho các bạn xem, tại vì cái cỏ của mình nó còn bị vàng. Nên á, mình không có làm thử được. Nhưng mình sẽ cắt cái bịch phân này ra cho các bạn xem ở trong nó như thế nào nha. Cái phân này á, nó màu hồng các bạn. Nó màu hồng. Và khi á, mình bón á, thì mình chỉ cần bỏ vô trong đây thôi. Mình bỏ vô trong đây. Trường hợp á, mà nó bị dính cục như vậy các bạn bóp cho nó tơi ra nha. Cho nó dễ, nó dăng dễ. Mình bóp tơi ra. Mình nói rằng rất là tốt luôn. Mình đã xài qua phải nói rằng trong vòng 1 năm mình thấy cỏ của mình nó cỏ dại giống như là hầu như là không có luôn, mà cỏ của mình lại được xanh tươi rất là tốt. Phân
phương pháp này thì Nhật Thanh chỉ áp dụng ở sân cỏ trước thôi các bạn. Tại vì mình muốn sân cỏ trước đẹp nè, rồi hàng xóm không khó chịu khi nhà mình mọc cỏ dại quá là nhiều luôn, thì mình mới áp dụng ở phía trước. Còn phía sau nhà mình thì mình không có bón. Không phải là mình làm biếng đâu các bạn, nhưng mà tại vì mình muốn giữ lại một cái gì đó thiên nhiên. Bởi vậy các bạn thấy sau lưng cỏ nhà Nhật Thanh không? Nào là có củ kiệu mọc, nào củ nén nè, tùm lum hết trơn rồi, bồ công anh. Bởi vậy mình muốn giữ lại một cái gì đó của thiên nhiên mà sân cỏ mình có được, thì tại sao mình lại diệt? Đằng sau không ai ngó hết trơn á, nhưng mà đằng trước á, mình làm giống như là vừa đẹp sân cỏ của mình mà cho người khác, người ta không cảm thấy khó chịu nhà mình cỏ mọc lấm đớm quá trời luôn. Bởi vậy Nhật Thanh chỉ áp dụng phương pháp đó ở phía trước thôi, còn phía sau của mình hoàn toàn là thiên nhiên các bạn, hoàn toàn là thiên nhiên luôn, không có xài thuốc gì hết. Và hôm nay Nhật Thanh rất là vui khi chia sẻ một cái nan đề mà các bạn gặp rất nhiều khi cái sân cỏ của mình mọc cỏ dại. Thì thôi, mình xin ngừng ở đây và xin chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha. Bye bye, bye bye mọi người, bye bye.